Kattap bằng kriyang mamaka ye na wa cha manasa tida se sugatang katang ye satta sanh nino athi ye cha satta asanh nino katang bunya phalang may hang sabbe pha ghi pha hoàn tu tề ye tăng ca tăng su quy đi tăng din năng bùn nhã pha lăng ma già ye cha ta tha na cha nan ti đề hoa gành tòa ni quê đa dùng sabbe lo cam hi ye sát ta chi quan ta ha ra hệ tu ca man hun nhang phô cha năng sabbe ra phan tu ma ma che ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng áp lời xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay, có người làm phước được rầy lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng nồ nhà tỳ nằng hồn, tu su khi tà hồn, tu nhà ta dồ. Cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con. Cầu mong họ hoan hỷ, được an lạc lâu dài. Y đằng quá ta mề bùn nhàng à sa quắc kha già quá hằng hồ túc. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mề bùn nhàng níp bà nát sa bách cha dồ hồ túc. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân làm duyên đưa đến đạo quả níp bàn. Dạ, với phước nào mà chúng con đã trong sạch và tạo ra trong thời kinh lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì tam quy ngũ giới, chúng con kính dâng tất cả đến chư thiên, nhất là chư thiên phù hộ chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con kính dâng phần phước này đến quý sư, quý cô tu nữ và xin chia đều. Phần phước này đến quý Phật tử trong rung Phật giáo Nam truyền. Mong rằng phước này trợ duyên quý sư, quý cô tu nữ cùng với quý Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái tam bảo thọ trì tam quy ngũ giới đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư trí đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì tam quy ngũ giới, do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ, con đã làm xong phần nghi thức trước khi buổi học. Giờ này là 4:29. Dạ, con xin kính dâng mic lại cho sư để sư điều phối chương trình. Dạ, con kính dâng mic lại cho sư ạ. Trong quá trình tụng kinh và thọ trì tam quy ngũ giới, có điều gì sơ suất con xin được sám hối với tảo, với quý sư, với đạo tràng. Kính xin tất cả hoan hỷ với con ạ. Con xin dâng mic cho sư ạ. Sa thú Xích Kim Nhung, rất là hoàn hảo về cái phần lễ bái tam bảo thọ trì quy giới, rất là rõ ràng chính xác, âm thanh tốt, rồi không có gì sai sót, rất là hoàn hỷ. Nam mô Bích Hài Dạ, Nam mô Tham Mài Dạ, Nam mô Sân Khai Dạ. Trước tiên kính lễ Di Tôn Thiền Đức Tăng trong những nét nam mà chúng tôi cũng được rõ. Kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn số 5. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Bút thù mát hệ xì ở rằng tất thà các lô lô cô tam bồ tắp bó cá rù hí chệt thác cổ lô cá xa xa thà chá lá đầm mát cổ quý đồ hoành đà mát hành tầng ná ra phù. Chá này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thần giáo chủ, kỹ năng vô lượng. Từ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần,
con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ quý ta sa sa thu nô lô ca nam mình tha sa quy na ca rô cô sa pa nhu bút thấp bát đi phụ tí sần nhá tô hoàn đà má hành tầng ná ra phù. Cha này cha cần pháp bảo vi nhãn vàng như lai tươi sáng vạt màng vô minh phá tan lầm lạc dụng sinh đầy nhận Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu quý số thô chú ca ta sát sa quốc vô sách tha chú ca mô thông mát sách tha phô nền đà bát sân sa đi á nà đá rô quá rô hoàn đà má hành tầng đá ra phù. Cha này giác tầng tâm bảo sinh văn Phật đà tâm học mong rõ đem mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bì. Con xin lễ lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Tần nát tây tây chê nát sách xa mê ê tú quá thà nàng tá xa bí án hoa quê nát tá xa dê nát sách chạch tú. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh cho con học đắc thành quả cao. Nắp mù bức thài giá phần tăng dương ân đức tâm bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn số 5. Na hi quê rê na quê ra ni. Na hi quê rê na quê ra ni. Na hi quê rê na quê ra ni. Câu số 2. Sammanti ti tha u đà chát năng. Sammanti tha u đà chát năng. Sammanti tha u đà chát năng. Na hi quê rê na quê ra ni. Sammanti tha ti tha u đà chát năng. Na hi quê rê na quê ra ni. Sammanti tha u đà chát năng. Đọc lại lần nữa. Na hi quê rê na quê ra ni. Sammanti tha u đà chát năng. Câu số 3, câu số 4. A quê rê na chát sammanti. Awe re na cha sammanti. Awe re na cha sammanti. E sa tham mô sa nan sa no. E sa tham mô sa nan sa no. E sa tham mô sa nan sa no. Câu 3, câu 4. Awe re na cha sammanti e sa tham mô sa nan ta no. Awe re na cha sammanti e sa tham mô sa nan ta no. Awe re na cha sammanti e sa tham mô sa nan ta no. Rồi, ôn lại từ trên xuống dưới. Na hi quê rê na quê ra ni. Sammanti tha phu đà chát năng. A quê rê na chát sammanti e sa tham mô sa nan ta no. Na hi quê rê na quê ra ni. Sammanti tha phu đà chát năng. A quê rê na chát sammanti e sa tham mô sa nan ta no. Thêm lần nữa. Na hi quê rê na quê ra ni. Sammanti ti tha phu đà chát năng. A quê rê na chát sammanti e sa tham mô sa nan ta no. Một cách đọc thứ hai, tức là cách đọc thứ nhất chúng ta sẽ đọc nguyên bài. Cách đọc thứ hai chúng ta dừng lại cuối câu số 2. Na hi quê rê na quê ra ni. Sammanti tha phu đà chát năng. A quê rê na chát sammanti e sa tham mô sa nan ta no.
Na ni huệ đề na huệ đà ni sam man ti tha cu đà cha năng a huệ đề na cha sam man ti sa tham mô sa năng ta nô. Như vậy thì quý vị có hai cách đọc ha. Đọc theo cách thứ hai thì dễ hơn, tức là đọc lần hai câu. Rồi, bây giờ giọng kệ cũng vậy, giọng kệ chúng ta cũng phải đọc một lần hai câu. Đây là một cái lối kệ tám từ, thì chúng ta chia làm hai, rất là dễ đọc. Na hi quê rê, na quê ra ni sam man ti tha cu đa cha năng. Awe re na cha sam man ti nghệ sa tham mô sa nan ta nô. Na hi we re na we ra ni sam man ti tha cu đa cha năng. Awe re na cha sam man ti nghệ sa tham mô sa nan ta nô. Với hận việc hận thù đời này không có được, không hận việc hận thù là định luật ngàn thu. Rồi xin mời Sĩ Kim, Sĩ Mít Na, Sĩ Kim Nhung. Con xin kính chào Sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Tên một người, tên hai người, có hai người nghe rõ rồi trời. Rồi, một, hai, ui, quá trời nhiều rồi, cảm ơn. Vậy là âm thanh ok ha, nghe rõ. Dạ, con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu số 5. Na hi quê rê, na quê ra, ni sam man ti tha cu đà cha năng. A quê rê, na cha sam man ti e sa tham mô sa nan ta nô. Na hi quê rê, na quê ra, ni sam man ti tha cu đà cha năng. A quê rê na cha sam man ti e sa tham mô sa nan ta nô. Phân tích câu 1, câu 2. Na hí hai đoạn âm, quê rê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, quê ra hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, sam man hai trường âm ngắn, ti trường âm thông thường, thá khú hai đoạn âm, đa trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Na hi quê rê, na quê ra, ni sam man ti tha khu đà cha năng. A quê rê, na cha sam man ti e sa tham mô sa nan ta nô. Phân tích câu 3, câu 4. Á đoạn âm, quê rê, hai trường âm thông thường, ná chá, hai đoạn âm, sâm manh, hai trường âm nhắn, tí đoạn âm, ê trường âm thông thường, xá đoạn âm, thâm trường âm nhắn, mô trường âm thông thường, xá đoạn âm, nanh trường âm nhắn, tá đoạn âm, nô trường âm thường. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài dịch. Và ca kệ hay là ca kệ rồi dịch, cái nào cũng vậy, miễn là xong thôi. A quê rê na cha sam man ti e sa tham mô sa na ta nô. Na hi quê rê na quê ra ni sam man ti tha khu đà cha năng. A quê rê na cha sam man ti e sa tham mô sa na ta nô. Na hi về na quê ra ni sam man ti thác khu đa cha năng. Con đọc lại. Na hi quê về na quê ra ni sam man ti thác khu đa cha năng. A quê về na cha sam man ti e sa tham mô sa năng ta nô. Với hận diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù là định lực ngàn thu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đức Phật nói vậy ngàn thu chứ người ta đâu có tin vậy đâu sư. Người ta là ăn miếng trả miếng, nhiều khi trả lại hai ba miếng nữa.
vậy mới ngon. Giờ con xin ca kệ nha. Na hi we re na we ra ni samanti tha ku da cha nang a we re na cha samanti e sa tham mo sa nan ta no na hi we re na we ra ni samanti kha ku da cha nang a we re na cha samanti e sa dam mo sa nan ta no. Xong rồi đó. Trời ơi, xong thấy sư cho cái bông hoa nở trơn vậy trời. Chắc chết cho ổng rồi. Sư sư con có sai, sư sửa cho con nghe sư. Chắc con chết chắc rồi. À, có hai người cho con bông hoa. Rồi ô, bữa nay có người vỗ tay nha, vỗ tay vỗ chân nha, ba người nha. Dạ con có sư ơi, xin sư sửa nha, quý vị sửa nha. Con ơi, xin cảm ơn quý vị đã cho bông hoa. Sao bữa nay sư đâu đọc kinh cầu an cầu siêu đâu mà sư không mệt mà sư không cho con cái bông hoa nào vậy chứ? Một là không có chuyện gì, hai là chết chắc hết sư. Dạ con xin cảm ơn quý vị đã cho bông hoa. Xin chào máy lại ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho đã biết tín hiệu, đã nghe được âm thanh rõ. Và dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Thí Đức cùng chư Tôn Đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ và dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và dạ, con cũng xin trả bài câu pháp cú số 5. Na hi huệ rê na huệ ra ni sam man ti tha cú đa cha năng. A huệ rê na cha sam man ti e sa tham mô sa nan ta nô. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ná hí là hai đoạn âm, huệ rê là hai trường âm thông thường. Ná đoạn âm, huệ ra hai trường âm thông thường. Ní đoạn âm, sam man hai trường âm nhấn. Ti trường âm thông thường. Thá đoạn âm, cú đoạn âm, đa trường âm thông thường, chá đoạn âm năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na hi huệ rê na huệ ra ni sam man tỳ tha cú đa cha năng. Và con xin phân tích câu 3 và câu 4. Á đoạn âm, huệ rê hai trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm, sam man hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, ê trường âm thông thường, xá đoạn âm, thâm trường âm nhấn, mô trường âm thông thường, xá đoạn âm, nanh trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Áo đầy rề na cha sầm mạnh tí ê xá thâm mô xá nành tá nô. Na hi huệ rê na huệ ra ni sam man ti tha cú đa cha năng. A huệ rê cha sam man ti e sa tham mô sa nan ta nô. Na hi huệ rê na huệ ra ni sam man ti tha cú đa cha năng. A huệ rê na cha sam man ti e sa tham mô Sanantano. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na hi huệ rê na huệ ra ni sam man ti tha cú đa cha năng. A huệ rê na cha sam man ti ê sa tham mô sa nan ta nô. Dạ con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót xin Ngài chỉnh sửa, và quý vị trong đạo tràng cũng xin chỉnh sửa giùm. Dạ con nhường mic cho cô Kim ạ.
Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài kệ ngôn ngày hôm nay. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Na hi huệ rề na huệ ra ni sam man ti tha cu đà cha nằng a huệ rề na cha sam man ti e sa tham mô sa nằn ta nô. Na hi huệ rề na huệ ra ni sam man ti tha cu đà cha nằng a huệ rề na cha sam man ti e sa tham mô sa nằn ta nô. Với hận diệt hận thù, đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ná hí là hai đoạn âm, quê rê là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, quê ra là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, sam man là hai trường âm nhấn, ti là trường âm thông thường, thá cú là hai đoạn âm, đa là trường âm thông thường. Chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na hi huệ rề na huệ ra ni sam man ti tha cu đà cha nằng. Câu 3 và câu 4. Á là đoạn âm, huệ rề là hai trường âm thông thường. Ná chá là hai đoạn âm, sam man là hai trường âm nhấn. Tí là đoạn âm, ê là trường âm thông thường. Xá là đoạn âm, thăm là trường âm nhấn. Mô là trường âm thông thường. Xá là đoạn âm. Nan là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Na hi huệ rề na huệ ra ni sam man ti tha cu đà cha nằng a huệ rề na cha sam man ti e sa tham mô sa nằn ta nô. Con xin kể ạ. Na hi huệ rề na huệ ra ni sam man ti tha cu đà cha nằng a huệ rê na cha sam man ti e sam mô sa nan ta no. Na hi huệ rê na huệ ra ni sam man ti tha cu đa cha nang a huệ rê na cha sam man ti e sa tham mô sa nan ta no. Với hận diệt hận thù, đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc đích và kệ xong ạ. Dạ con có sai, kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe, con xin xuống mic ạ. Thân mời Thiện Vũ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 5. Na hi huệ rê na huệ ra ni sam man ti tha cu đà cha nằng. A huệ rê na cha sam man ti e sa tham mô sa nằng ta nô. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ná hí hai đoạn âm, huệ rê hai trường thông thường, ná đoạn âm, quê ra hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, xăm manh hai trường âm nhấn, ti trường âm thông thường, thá cú hai đoạn âm, đa trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na hi huệ rê na huệ ra ni xăm manh ti thác cú đà cha năng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Á đoạn âm, quê rê hai trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm, xăm manh hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, ê trường âm thông thường, xá đoạn âm, thăm trường âm nhấn, mô trường âm thông thường, xá đoạn âm, nanh trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. A huệ rê na cha sam manh e sa tham mô sa nanh ta nô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 5.
Na hi we re na we ra ni sam man ti tha ku da cha nang. A we re na cha sam man ti e sa tham mo sa nang ta no. Na hi we re na we ra ni sam man ti tha ku da cha nang. A we re na cha sam man ti e sa tham mo sa nang ta no. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu ạ. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 5 ạ. Na hi quê rê na quê ra ni sam man ti tha cú đà cha nàng. A quê rê na cha sam man ti e sa tham mô cha sa nàng ta nộ. Nahi huệ rê na huệ ra ni sam man ti tha cú đà cha nàng. A huệ rê na cha sam man ti e sa tham mô sa nàng ta nộ. Nahi huệ rê na huệ ra ni sam man ti tha cú đà cha nàng. A huệ rê na cha sam man ti e sa tham mô sa nàng ta nộ. Con xin phân tích ạ. Ná hí là hai đoạn âm ạ. Quê rê là hai trường âm thông thường. Ná là đoạn âm. Quê ra là hai trường âm thông thường. Ní là đoạn âm ạ. Samman là hai trường âm nhẫn. Ti là trường âm thông thường. Thá là đoạn âm. Cú là đoạn âm. Đa là trường âm thông thường. Chá là đoạn âm. Âm đọc giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả hai câu ạ. Na hi huệ rê na huệ ra ni sam man ti tha cú đà cha nàng. Con xin đọc và phân tích câu 3, câu 4. A huệ rê na cha sam man ti e sa tham mô sa nàng ta nộ. Á là đoạn âm, huệ rê là hai trường âm thông thường. Ná chá là hai đoạn âm. Sam man là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm ạ. Ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, thăm là trường âm nhấn, mô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, năn là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại cả bài ạ. Na hi huệ rê na huệ ra ni sam man ti tha cú đà cha nàng. A huệ rê na sam man ti e sa tham mô sa nàng ta nộ. Na hi huệ rê na huệ ra ni sam man ti tha cú đà cha nàng. A huệ rê na cha sam man ti e sa tham mô sa nàng ta nộ. Với hận diệt hận thù đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Con xin kệ. Na hi huệ ra na hi huệ rê na huệ ra ni sam man ti tha cú đà cha nàng. A huệ rê na cha sam man ti e sa tham mô sa nàng ta nộ. Na hi huệ rê na huệ ra ni sam man ti tha cú đà cha nàng. A huệ rê na cha sam man ti e sa tham mô sa nàng ta nộ. Dạ con đã đọc và kệ xong ạ. Con có sai con xin quý đạo hữu, con xin sư và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con xin xuống mic ạ. Con kính tri ân sư và quý đạo hữu ạ. Con xin mời bạn Hồng Mai ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh,
Kính chào toàn thể anh chị em trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ ạ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 5. Na hi về về na về ra ni samman ti tha cú đà cha nàng a về về na cha samman ti e sa tham mô sa nàng ta nô. Na hi về về na về ra ni samman ti tha cú đà cha nàng a về về na cha samman ti e sa tham mô sa nàng ta nô. Xin phân tích câu 1 và 2. Na hi về về na về ra ni samman ti tha cú đà cha nàng. Ná hí hai đoạn âm, quê rê trường âm thông thường, ná đoạn âm, quê ra hai trường âm thông thường, ní âm, sam man hai trường âm nhấn, ti trường âm thông thường, thá cú hai đoạn âm, đa trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na hi về về na về ra ni sam man ti tha cú đà cha nằng. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. A về về na cha sam man ti e sa tham mô sa man ta nô. Á là đoạn âm, về về hai trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm, sam man hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, ê trường âm thông thường, xá đoạn âm, thâm trường âm nhấn, mô trường âm thông thường, xá đoạn âm, năng nam trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. A quê rê ná chá sầm màn tí ê sát thầm mô sát nàn tá nô. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 5. Na hi quê rê ná quê ra ní sầm màn tí thá cú đà chá nàn. A quê rê ná chá sầm màn tí ê sát thầm mô sát nàn tá nô. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Na hi quê rê ná quê ra ní Saman ti tha cú đa cha nằng. A vê rê na cha saman ti e sa tham mô sa nan ta nô. Na hi vê rê na vê ra ni Saman ti tha cú đa cha nằng. A vê rê na cha saman ti ê sa tham mô sa nan ta nô. Với hận việc hận thù, đời này không có được. Không hận việc hận thù là định luật ngàn thu. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã trả bài xong, con đã phân tích, đang đã đọc phân tích và kệ xong, có gì sai nhờ sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm ạ. Cảm ơn tâm hạnh, cảm ơn Kim Nhung đã post bài. Dạ, xuống mic xin nhường cho vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy. Dạ, con kính ảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính ảnh lễ các chư Tông Đức, Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Con xin trả bài. Na hi về về na về ra ni sam man thi tha cù đà cha nằng. A về về na cha sam man ti e sa tham mô sa nan ta nô. A hi về về na về về ra ni sam man ti tha cú đà cha nằng. A về về na cha sam. A về về na cha sam man ti e sa tham mô sa nan ta nô. Na hi hai đoạn âm quê rê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm quê trường âm thông thường, quê ra hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, sam man hai trường âm nhấn, thi trường âm thông thường, thá đoạn âm, cu đa hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Na hi về rê na về ra ni sam man thi tha cù đà cha nằng. Á đoạn âm về rê hai trường âm thông thường, ná chá đoạn âm, sam man hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, ê trường âm thông thường, xá đoạn âm, thâm
trường âm ngắn, mô trường âm thông thường, xá đoạn âm, non trường âm ngắn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. A quê rê ná chá sàm màn tí ê xá thầm mô xá nàn tá nô. Na hi quê rê ná quê ra ní sàm màn tì thả. Sàm màn tì thả rú đà chá nàn. Nhạc đọc lại. Sàm màn tì thả cù đà chá nàn. A về đề na cha san man ti e sa tham mô sa nan ta no. Na hi về đề na về đà ni san man thi tha cu đà cha nang. A về đề na cha san man ti e sa tham mô sa nan ta no. Với hận diệt hận thù đời này không có được. Không hận việc hận thù là định luật nghìn thu. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu, con xin kể. Na hi we re na we ra ni samanti tha kuda cha nang. A we re na cha samanti e sa tham mo sa nan ta no. Dạ con đã xong, con có sai xin lỗi. Đạo tràng chính sư cũng xin trao mất lại cho vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 5. Na hi we re na we ra ni xin na hi we re na we ra ni sam samanti thakuta cha nang. A về về na cha sam man ti e sa tham mô sa nan ta no. Na hi về về na về ra ni sam man ti tha cu đa cha nang. A về về na cha sam man ti e sa tham mô sa nan ta no. Con xin phân tích câu 1 và 2. Na hi hai đoạn âm, về về hai trường âm thông thường. Ná đoạn âm, quê trường âm thông thường, quê trường âm thông thường, ra trường thông thường, ní đoạn âm, xăm man hai trường âm nhấn, ti trường âm thông thường, thá đoạn âm, cú đoạn âm, đa trường âm thông thường, trá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, quê rê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, trá đoạn âm, xăm manh hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, e trường âm thông thường, xá đoạn âm, thâm trường âm, thâm trường âm nhẫn, mô trường âm thông thường, xá đoạn âm, năn trường âm nhẫn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Na hi we re na we ra ni samanti thakuda cha nang. A we re na cha samanti e sa tham mo sa nan ta no. Với hận diệt hận thù đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na hi we re na we ra ni sam man ti tha ku da cha nang. A we re na cha sam man ti e sa tham mo sa nan ta no. Na hi we re na we ra ni sam man ti tha ku da cha nang. A we re na ta sam man ti e
sa tham mô sa nan ta nô. Dạ con kính tri ân sư và quý cô tu nữ và đạo tràng. Có sai con xin đạo tràng và sư sửa cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Alo, 123123. Xin chào cô tu nữ phục hạnh. Cô tu nữ chào chúc ha. Sitina và Sitha. Cái chữ Kuda, chỗ này hai vị này không được tự tin ha. Sitha thì Kuda ha. Rồi Sitina thì cái chỗ này hai vị này thấy hơi lúng túng, không được tự tin ha. Samanti Thakuda Chanang hả? Kuda Chanang hả? Nhưng mà hai vị này cái chỗ này nó không được tự tin lắm ạ. Và lại nha, Sitha nè, Sitina nè ha. Xin chào cô tu nữ tự duyên, cô tu nữ phúc hạnh. Bây giờ tiếp tục nha. Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào Đạo Tràng. Sau nay con xin đọc câu Pháp Cú và phân tích câu số 5. Na hi ve re na ve ra ni sam man ti thác cú đà cha năng. A ve re na cha sam man ti e sa tham mô sa nan ta nô. Na hi ve re na về ra ni sam man ti thác cú đà cha năng. Ná hí là hai đoạn âm, về rê là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, về ra là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, sam là trường âm nhấn, sam man là trường âm nhấn, ti là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, cú là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na hi về rê na về ra ni sam man ti thác cú đà chá năng. Câu 3 và câu 4. A về rê na chá sam man ti e sa tham man sa nan ta nô. Á là đoạn âm, về rê là hai trường âm thông thường, ná chá là hai đoạn âm, sam là trường âm nhấn, sam man là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, tham là trường âm nhấn, mô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, nan là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Avere na chá na sam man Samanti e sa tham mô sa nan ta nô. Na hi ve re na ve ra ni samanti thác cú đà cha năng. A ve re na cha samanti e sa tham mô sa nan ta nô. Với hận diệt hận thù, đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Dạ con xin kệ. Na hi ve re na ve ra ni santi tha ku da cha nang. A ve re na cha samanti e sa tham mo sa nan ta no.
Dạ con đã đọc và phân tích xong rồi, con xin xuống biết là con sai chỗ nào, xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thà Dạ Nam Mô Thầm Mà Dạ Nam Mô Sàng Khà Dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 5 ngày hôm nay ạ. Na thi quê rê na quê ra ni sâm man ti tha cú đà cha năng. A quê rê na chát sâm man ti e sa tham mô sa nan ta nô. Na thi quê rê na quê ra ni sâm man ti tha cú đà cha năng. A quê rê na chát sâm man ti e sa tham mô sa nan ta nô. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Na hí là hai đoạn âm, quê, rê là hai trường âm thông thường, ná là âm, quê, ra là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, xăm, man là hai trường âm nhấn, ti là trường âm thông thường, thá, cú là hai đoạn âm, đa là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na hi quê rê na quê ra ni sâm man ti tha cú đà cha năng. Là câu số 3 và câu số 4. A quê rê na cha sâm man ti e sa tham mô sa nan ta nô. Á là đoạn âm, quê, rê là hai trường âm thông thường, ná, chá là hai đoạn âm, sâm, man là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, mô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, nan là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Na hi quê rê na quê ra ni sâm man ti tha cú đà cha năng. A quê rê na cha sâm man ti e sa tham mô sa nan ta nô. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ ạ. Na hi quê rê na quê ra ni sâm man ti tha cú đà cha năng. A quê rê na cha sâm man ti e sa tham mô sa nan ta nô. Dạ con đã đọc và kệ xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bố bài cho tiếp à. Alo. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Đầm Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con xin phép được đọc câu kinh pháp cú số 5. Na hi quê rê na quê ra ni sam man ti tha cú đà cha năng. A quê rê na cha sam man ti e sa tham mô sa nan ta nô. Na hi quê rê na quê ra ni sam man ti tha cú đà cha năng. A quê rê na cha sam man ti e sa tham mô sa nan ta nô. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích cách đọc của câu 1 và câu 2. Na hi quê rê na quê ra ni sam man ti tha cú đà cha năng. Ná hí là hai đoạn âm, quê rê là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, quê ra là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, sam man là hai trường âm nhấn, ti âm thông thường, thá cú hai đoạn âm, đa trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4. A quê rê na cha sam man ti e sa tham mô sa năng ta nô. Á là đoạn âm, quê rê hai trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm,
Samman, hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, ê trường âm thông thường, xá đoạn âm, đâm trường âm đập thê, trường âm nhấn, mô trường âm thông thường, xá đoạn âm, nan trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đọc lại bốn câu. Na hi quê rê na quê ra ni sam man ti ta ku đa cha năng. A quê rê na cha sam man ti e sa tham mô sa nam ta nô. Con xin phép kể. Na hi quê rê na quê ra ni sam man ti ta ku đa cha năng. A quê rê na cha sam man ti e sa tham mô. Dạ, con xin sư và quý vị trong lớp sửa bài giùm con. Xin mời vị kế tiếp. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn số 5. Na hi quê rê na quê ra ni sam man ti thác cú đà can cha năng. A quê rê na cha sam man ti e sa tham mô sa nành ta nô. Na hi quê rê na quê ra ni sam man ti thác cú đà cha năng. Na hi là hai đoạn âm, quê rê hai trường âm thông thường, na đoạn âm, quê ra hai trường âm thông thường, ni đoạn âm, sam man hai trường âm nhấn, ti trường âm thông thường, thá cú là hai đoạn âm, đa trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na hi quê rê na quê ra ni sam man ti tha cú đà cha năng. A quê rê na cha sam man ti e sa tham vô sa nành ta nô. Á đoạn âm, quê rê hai trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm, sam man hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, ê trường âm thông thường, xá đoạn âm, thăm trường âm nhấn, mô trường âm thông thường. Xá ná xá là đoạn âm, anh trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. A quê rê na cha sam man ti e sa tham mô sa nam ta nô. Con xin đọc lại. Na hi quê rê na quê ra ni sam man ti tha cú đà cha năng. A quê rê na cha sam man ti e sa tham mô sa nam ta nô. Na hi quê rê na quê ra ni sam man ti tha cú đà cha năng. E a quê rê na cha sam man ti e sa tham mô sa nành ta nô. Na hi quê rê na quê ra ni sam man ti tha cú đà cha năng. A quê rê na cha sam man ti e sa tham mô sa nành ta nô. Với hận diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Dạ con kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ ân đức sư, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính lễ quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc kệ kinh Pháp Cú số 5.
Na hi quê đề na quê đà ni sa man ti tha cú đà cha năng a quê đề na cha sa man ti e sa tham mô sa nành ta nô. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ná hí hai đoạn âm, quê đề hai trường âm thông thường. Ná đoạn âm, quê đa hai trường âm thông thường. Ní đoạn âm, Saman hai trường âm nhấn. Ti trường âm thông thường. Thá cú hai đoạn âm. Đa trường âm thông thường. Chá đoạn âm. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á đoạn âm, quê đê hai trường âm thông thường. Ná chá hai đoạn âm. Saman hai trường âm nhấn. Tí đoạn âm, ê trường âm thông thường. Xá đoạn âm. Thăm trường âm nhấn. Mô trường âm thông thường. Xá trường âm nhấn. Nanh trường âm. Xá đoạn âm, nanh trường âm nhấn. Nô trường âm thông thường. Con đọc lại nguyên câu. Na hi quê đề na quê đà ni sa man ti tha cú đà cha năng. A quê đề na sa a quê đề na cha sa man ti e sa tham mô sa nan ta no. Dạ con xin kệ. Na hi quê đề na quê đà ni sa man ti tha cú đà cha năng. A quê đê na cha sa man ti e sa tham mô sa nan ta nô. Con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Với hận việc hận thù, đời này không có được, không hận việc hận thù là định lực ngàn thu. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong. Có chỗ nào sai con xin sư, quý cô tu nữ và quý đạo hữu sửa sai giúp con ạ. Dạ con xin trả mít lại cho đạo tràng. Dạ con kính đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính lễ cô tu nữ tự duyên, con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh, con kính chào đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 5. Ná hí về rê ná về ra ní sa man ti thá cú đa chân. A về rê na chá sa man tí e sa tham mô sa nan ta nô. Na hi về rê na về ra ní sa man tí tha cú đa chá nành. A về rê na chá sa man tí e sa tham mô sa nan ta nô. Nô sa nàn ta nô. Đọc lại. Na hi về rê ná về ra ní sa man ti tha cú đa chá nành. Na về rê ná chá sa man ti e sa tham mô sa nàn ta nô. Dạ, con xin phân tích. Ná hí là hai đoạn âm. Vê rê là hai trường âm thông thường. Ná là đoạn âm. Vê là rê ra là hai trường âm thông thường. Ní là đoạn âm. Saman là hai trường âm nhấn. Ti là trường âm thông thường. Thá cú là hai đoạn âm. Đa là trường âm thông thường. Chá là đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná hí về rê ná về ra ní sa man ti tha cú đa chá năng. Dạ con phân tích câu 3 và câu 4.
là đoạn âm, vê rê là hai trường âm thông thường, ná chá là hai đoạn âm, sam man là hai trường âm ngắn, tí là đoạn âm, ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, tham là trường âm, tham là trường âm ngắn, mô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, năng là trường âm ngắn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Con xin phép đọc lại. Ná hí vê rê ná vê rá ra ní sam man ti thác cú đa chá năng á vê rê ná chá sam man ti e sa tham mô xá năng tá nô. Với hận diệt hận thù đời này không có được, hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Dạ, đây là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kể. Na hi ve re na ve ra ni samanti tha ku da cha nang a ve re na cha samanti e sa tham mo sa nam ta no. Na hi ve re na ve ra ni samanti tha ku da cha nang a ve re na cha samanti e sa tham mo sa nam ta no. Dạ, con đã đọc và kể xong. Con có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Dhammaya, Nam mô Sangkhaya. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ ngài Trí Đức, kính lễ quý tu nữ và xin chào quý thiền nam thánh nữ. Giờ thì là tập kinh Pháp Cú và phân tích kinh Pháp Cú số 5. Và cảm ơn tăng. Na hi quê rê na quê ra ni sam man ti thác cú đà cha năng. Na hi hai đoạn âm, quê rê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, quê ra hai trường âm thông thường, ní đoạn saman tì thất cú đà chánh hằng, saman hai trường âm nhấn, ti trường âm thông thường, thác cú hai đoạn âm, đà trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm giọng nguyên âm, đoạn 3 và 4. A quê rê na chát sam man ti a quê rê sam man ti á đoạn âm, quê rê hai trường âm thông thường, ná chát hai đoạn âm, sam man hai trường âm nhấn, tí đoạn âm. Đoạn 4. Ác xê thầm mồ sân nành tân nồ. Xin lỗi. Ê xá thầm mồ sân nồ. Ê trường âm thông thường, xá đoạn âm, thăm trường âm nhấn, mô trường âm thông thường, xá đoạn âm, nan trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. A quê rê na chát sam man ti e mô san nan ta nô. Na hi quê rê na quê ra ni sam man ti thác cú đà cha năng. A quê rê na chát sam man ti e sa tham mô san nan ta nô.
Na hi quê đê na quê ra ni sam an ni ta cu đa cha năng a quê đê na cha sam an ti e sa tham mô sa nan ta no Na hi quê đê na hi quê đê na quê ra ni sam an ti tha cu đa cha năng a quê đê na cha sam an ti e sa tham mô sa nan ta no với hận diệt hận thù đời này không được không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã ôn bài, đã đọc bài và phân tích. Dạ, hôm nay mắt nó bị mờ mờ cho nên là phân tích trường âm đoạn âm và kể nó cũng không được suôn sẻ lắm. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ tự nhiên xin xuống mic. Dạ, kính mời từ bi hỷ xã. Dạ, con kính thỉnh ngài trở lại trước máy ạ. Alo, 123, 123. 15, 16 vị luôn. Hôm nay nhiều ha. Hôm nay thì sinh nhật Quỳnh có công việc, cho nên quý vị cũng thông cảm. Hôm qua cái giọng kệ của cô tu nữ Tự Duyên, nếu mà có người lên bắt chước nữa thì chắc đạo tràng ngủ hết rồi. Hôm nay sao cô tu nữ Tự Duyên sao giống như có chất nicotine trong đó nhiều quá. Giọng kệ nhựa quá, nghe dễ buồn ngủ. Thôi thì bây giờ chúng ta đi vào phần tự vận ha. Đọc được, quý vị đọc rất là tuyệt vời nha. Hôm nay quý vị rất là tiến bộ, phân tích rõ ràng, chính xác. Đọc kinh cũng hay mà giọng kệ cũng tuyệt vời. Bây giờ chúng ta đi vào tự vận ha. Hôm nay thì Thích Nhật Quỳnh vắng, cho nên chúng tôi chỉ lướt qua thôi ha. Na hi quê rê na quê ra ni. Câu đầu tiên chúng ta thấy có bốn từ. Na có nghĩa là không ha. Rồi chữ hi, hi là một trạng từ, có nghĩa là thật vậy, đúng vậy. Hi là thật vậy ha. Quê rê na, quê rê na, đây là một danh từ trung tính, do cái từ quê ra. Và chữ quê rá này được chia theo sử dụng cách số ít. Có nghĩa là cách chia thứ ba. Ta thì giao quy pháp tí e có quá trình á. Cho nên chữ quê rá biến thành quê ná. Quê đê ná có nghĩa là bằng sự thù hận. Quê rá là thù hận. Nhưng mà quê rê ná có nghĩa là bằng sự thù hận. Rồi chữ cuối cùng là quê ra ní. Quê ra ní cũng do cái từ quê ra, nó cũng là một danh từ trung tính. Nhưng mà chữ quê ra này được chia theo chủ cách số nhiều và tham a và hữu quá cho nó bị phát tí, cho nên quê ra biến thành quê ra ní. Quê ra ní là các sự hận thù, các sự hận thù. Thì như vậy câu đầu tiên này có ý nghĩa nay quê rê na quê ra ní là
với hận diệt hận thù ha, với hận diệt hận thù. Nhưng mà chữ diệt ha thì nó chạy qua bên câu số 2 ha. Câu số 2. Sammanti thakuda chanang, sammanti thakuda chanang. Sammanti nghĩa là sammanti cộng với ý tha. Sammanti có nghĩa đây là cái động từ số nhiều này cho chúng ta ý nghĩa là chấm dứt, nguôi đi, lặng yên hoặc là tiêu diệt. Sammanti, sammanti tức là chấm dứt nè, nguôi đi nè, lặng yên nè. Và cái từ y tha ở phía sau có nghĩa là ở đây. Y tha là một trạng từ ha. Sammanti cộng với y tha để biến thành sammanti tha, tức là ở đây chấm dứt. Chấm dứt cái gì? Buddha chát năng. Buddha chát năng ha. Chữ Buddha chát năng nó là một trạng từ, nó là một trạng từ là bao giờ, bao giờ, à bao giờ ha. Như vậy thì hai câu này nó bổ sung với nhau. Sự thù hận bao giờ cũng coi như là có qua có lại, nhưng mà cái câu số 3 hả, câu số 3, ủa sao nó có chữ ná trong này đó. Cú đa chánh năng là bao giờ hả, còn có chữ ná chấm chấm nữa là không bao giờ. Chữ không bao giờ, chữ không bao giờ nó nằm ở câu số 3. Vậy thì Awerena, có chữ A này, Awerena, hận thù mà nếu có chữ A ở trước là bằng sự không thù hận, bằng sự không thù hận ha. Awerena chá là và ha, sammanti, chữ sammanti, sammanti là chấm dứt, nguôi đi, chấm dứt, nguôi đi. Thì như vậy chữ á là nói lên cái vấn đề mà phủ nhận với cái tâm mà thù hận, nhưng mà bây giờ có chữ á trước là không thù hận. Rồi cái định luật là sao? Ê sát thâm mô sát nành tăng ngồ. Ê sát là điều này ha, đó là một đại từ do đại từ tá, nhưng mà đứng làm chủ từ nó biến thành chữ ê sát. Chữ thâm mô do từ thâm má, thâm má là một danh từ nam tính ha, ác ranh tạp phung linh giá. Và chữ thâm má này được chia theo chú từ số ít và tham ma ekavacana vipatti, cho nên tham ma biến thành tham mô. Tham mô là quy luật, là định luật, là chân lý, là pháp. Chữ tham mô này có rất nhiều ý nghĩa ha, tùy theo trường hợp. Ở đây nó là một quy luật, nó là một định luật ha. Sanantano do từ sanantana, sanantana có nghĩa là cổ xưa hay xa xưa hay là ngàn xưa. Sanantana nó biến thành chú từ sanantano bhatthama ekavacana vipatti, cho nên chữ sanantana biến thành sanantano. Vậy thì e sa thammo sanantano, cái từ này, điều này là một quy luật cùng, hay người ta còn gọi là xưa như trái đất hoặc là xưa rồi diễm ha. Một cái câu nói mà
Thường thường chúng ta nghe nó ô, nghe nó cũ rích, nghe xa xưa, rồi nghe nó xưa như cái đất. Thì ở đây nó là một quy luật từ ngàn xưa để lại. Cho nên ê sa tham mô sa nan tan hồ. Vậy thì với câu Phật ngôn này, ở thế gian này các sự thù hận không bao giờ được lặng yên bằng sự thù hận, và chúng được lặng yên bằng sự không hận thù. Xưa rồi Diễm ha. Ồ, cái này dễ nhớ hơn là ê sa tham mô sa nan tan hồ ha. Và đó là một cái quy luật cổ xưa. Đây là một chân lý, một sự thật, tức là từ xa xưa để lại. Cho nên bây giờ nói cho dễ hiểu nhất là xưa rồi Diễm. Vậy thì câu Phật ngôn số 5, Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát: nếu ai lấy oán báo thù, oán oán tương báo, thiên thu hằng sầu, từ tâm định luật nhiệm màu, lấy ân báo oán, còn đâu oán thù. Nếu ai lấy oán báo thù, oán oán tương báo, thiên thu hằng sầu, từ tâm định luật nhiệm màu, lấy ân báo oán, còn đâu oán thù. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu rất là ngắn gọn: với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào duyên sự. Duyên sự câu Phật ngôn này cũng hơi dài, cho nên quý vị chú ý lắng nghe. Duyên sự câu Phật ngôn số 5 nói lên một cái vấn đề quan trái mà chỉ có Đức Phật mới giải được. Còn nếu mà gặp thời buổi bây giờ thì nó sẽ trở thành một cái mối thù truyền kiếp từ đời này qua đời khác. Câu Phật ngôn số 5 này được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến Dạ Xoa Quanh Hít Hình, tức là và thầy một công tử thiếu niên. Khi mà cha qua đời thì một tay của cậu chăm lo phụng dưỡng mẫu thân, vừa phải đảm đang coi sóc công việc ở trong nhà ngoài ruộng, tức là trong ngoài quán xuyến một cách rất là chu đáo. Người mẹ thấy con đơn chiếc mới bảo cậu rằng: để má lo bề gia thất cho con. Thì người con mới trả lời: má ơi, má đừng nói cái chuyện đó. Má mà còn sống đến ngày nào thì con nguyện ở vậy để mà nuôi má cho đến trọn đời. Tức là sự hiếu thảo của người con. Nhưng mà người mẹ không chịu, nói rằng: con à, một mình con mà gánh vác luôn cả mọi việc ruộng nương nhà cửa thì lòng của má cảm thấy áy náy không vui. Con để cho má lo đôi bạn cho con. Người con từ chối rất nhiều lần, nhưng mà bà mẹ cứ thúc giục dỗ dành mãi, cho nên cậu làm thinh nhận chịu. Và khi đó người mẹ đi tìm kiếm giảm hỏi một người con gái cho cái người thiếu niên này. Và người con thì muốn biết được cái ý mẹ mới nói rằng: Má định nói ai cho con đó. Thì người mẹ nói rằng: cô con gái nhà ông nọ. Thì người con nghe nói cán mẹ lại và ngỏ lời chỉ nhà cô gái mà cậu ta ưng ý. Rồi chiều lòng con, bà mẹ đi ngay đến nhà đó dạm hỏi đứa con gái chủ nhà cho con trai của mình, rồi định ngày làm lễ cưới. Đến ngày đó, ngày rước dâu thì
cũng diễn ra một cách rất là tốt đẹp. Nhưng mà khi sống với nhau một thời gian dài, cô vợ này hiếm hoi ở với chồng mà không có sinh nở. Thấy như vậy thì bà mẹ mới bảo người con trai: con à, con vợ mà con ưng ý á, biểu má cưới đem về cho con. Bây giờ mới biết là nó hơi khó khăn, hiếm hoi, không sinh nở được. Chẳng lẽ để nhà ta được tự, vì không có con để nối dõi trong đường. Thôi thì để má kiếm cho một đứa con gái khác nha. Cái người con không chịu, nói rằng thôi đi má ơi. Nhưng mà bà mẹ chẳng có nản lòng, cứ theo nói với người con trai mãi. Thì người con dâu này nghe lõm được câu chuyện này mới nghĩ rằng: áo mặc thì sao qua khỏi cái đầu, làm con thì làm sao mà cãi được cha mẹ. Nếu mà một mai chồng ta cưới vợ bé đem về, nếu mà nó có con thì chắc mọi người ở trong nhà tôn trọng nó và khinh rẻ ta, xem ta như là cái hạng tô đòi. Thôi thì ta hãy đi kiếm vợ bé cho chồng, để ta có được cái quyền chọn lựa người theo ý muốn của ta. Và thế là cô ta lân la đến một gia đình nọ, dạm hỏi một cô thiếu nữ để về làm vợ bé cho chồng. Nhưng mà ban đầu thì cô ta bị cha mẹ của cô gái cự tuyệt, mới hỏi rằng: thiếm ơi, sao mà thiếm nói cái gì lạ quá vậy? Dạ, bởi vì tôi hiếm hoi, không thể sanh con cho chồng tôi khỏi bị tuyệt tử. Nếu mà dì nó đẻ con trai thì dì nó sẽ trọn quyền cai quản gia đình, làm chủ luôn cả cái tài sản lớn nữa. Sau cùng thì cái cô này thuyết phục được gia đình cô gái và dẫn cô ta về cho làm vợ bé của chồng mình. Nhưng mà rồi tâm của cô ta nảy sinh ý nghĩ: nếu mà con nhỏ này sinh con trai hoặc con gái thì một mình nó sẽ nắm hết quyền hành ở trong nhà. Ta phải mưu tính cách nào không cho nó sinh con mới được. Thế là cô đinh ninh dặn dò cô về bé: dì nó à, khi nào mà dì cấn thai thì báo cho chị biết nghe. Cô vợ bé vô tình đáp lại: dạ 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 dạ. Rồi theo lời hứa, khi biết mình có ngán thì cô vợ bé báo tin cho cô vợ lớn biết. Cô này đã có dụng ý từ trước, cho nên hằng ngày thường làm ra cái vẻ yêu thương, tự tay nấu cơm cháo bưng lên cho cô vợ bé ăn. Khi mà được biết tin cô vợ bé thọ thai thì cô ta trộn thuốc phá thai vào trong vật thực cho cô vợ bé, và kết quả là cái thai bị xảo. Cô vợ bé thọ thai lần thứ hai, cũng thiệt tình nói cho người vợ lớn biết. Một cô này là thú làm cho cô vợ bé trụy thai lần thứ. Các phụ nữ lối xóm có người tò mò hỏi cô vợ bé rằng: có phải chị bị bà lớn lập tâm hãm hại hay không? Cô vợ bé mới tỏ thật cái tâm sự trong gia đình, rồi bị các cô bạn hàng xóm trách mắng: chả có bà chị nào, chỉ có chị là người mù quáng dại dột mới tin theo lời người vợ lớn. Con mẹ sợ mất cái chủ quyền ở trong nhà, cho nên hút thuốc phá thai cho chị uống đó. Chị tin lời con mẹ, cho nên mới bị hư thai. Thôi thì từ dài đừng có thèm nghe theo lời cô ta nữa. Mấy lời nói to nhỏ của mấy cô bạn xóm giềng khiến cho cô vợ bé sinh nghi. Cho nên có thai lần thứ ba, cô ta không tiết lộ cho cô vợ lớn biết. Nhưng mà rồi cái bụng càng ngày càng to, cô ta bị người vợ lớn hách hỏi: sao mà dì có thai không báo cho dì biết? Tuấn quá. Cô vợ bé mới đáp thật rằng:
chị đã mong hại làm cho em hư thai hết hai lần rồi, bây giờ bảo em nói cho chị biết nữa hay sao? À, cô vợ lớn mới nghĩ, ồ, mưu kế của ta đã bị bại lộ. Từ đó cô ta rình rập, chờ dịp nào mà cô vợ bé sơ ý thì ra tay. Đến khi cái thai mình đã lớn, cô ta mới gặp được cơ hội phá trộn thuốc phá thai vào thân thuốc bổ của cô vợ bé. Cái thai đã già ngày tháng cho nên không có xảo ra một cái lạc đàn ở cửa tử cung. Người vợ bé nghe dạ dưới đau dữ dội, nghi mình sắp bị thiệt mạng vì tay cô vợ lớn, cho nên vừa khóc vừa thề nguyện rằng một tay mày đã sát hại ba đứa con của ta, bây giờ tới tao mà mày cũng giết nữa. Khi mà tao chết rồi, tao sẽ đầu thai làm dạ xoa để ăn thịt mày, ăn mấy đứa con của mày để rửa hận. Dứt lời, cô ta nhắm mắt tắt hơi, thọ sanh làm một con mèo ở trong cái nhà. Còn cô vợ lớn thì bị chồng lôi ra mắng rằng, cái con ác phụ mày đã báo hại làm cho tao phải tuyệt tử. Chưa đã nơi giận, người chồng còn thúc cùi chó lên gối, thẳng tay đấm đá một cách rất là tàn nhẫn. Bị một trận đòn đau chí tử, người vợ lớn bị bệnh nặng rồi bỏ mình luôn, chuyển kiếp sinh ra làm một con gà mái ở trong cái nhà này. Không bao lâu con gà mái lớn lên bắt đầu đẻ trứng, thì con mèo nó rình nó ăn trộm cái chỗ trứng ổ trứng đó. Rồi đứa trứng thứ hai cũng bị nó ăn, đứa trứng thứ ba con gà mái cũng bị ăn chung với ổ trứng. Con gà mái trước khi chết căm thù con mèo, cho nên mới thề rằng, mày ăn của ta hết ba lứa trứng, bây giờ mày còn ăn luôn cả thịt ta. Tao mà chết rồi thì đầu thai kiếp khác, và cũng thề sẽ ăn thịt lũ con mày để mà báo oán. Và thế là con gà mái chết đầu thai làm con beo, con mèo nó chết nó đầu thai làm con nai. Đến khi mà con nai cái sanh con thì ba lần đều bị con beo nó ăn thịt con cả ba lần. Và trong cái lần thứ ba, khi mà biết mình sắp chết vì cái nanh vuốt của con beo, thì con nai cái nó mới thề rằng, mày ăn thịt của tao ba lần, ăn thịt con của tao ba lần, bây giờ mày còn ăn thịt luôn cả ta nữa. Tao thề kiếp sau sẽ ăn thịt cả mày lẫn con mày, tao mới hạ giả. Và khi mà thề nguyện như vậy xong, thì con nai cái chết hóa thân là một nữ dạ xoa màu đen, gọi là bạch trằng đen ha. Còn con beo cái sau khi thân hội bằng chung cũng đầu thai làm con gái của một gia đình trưởng giả ở trong thành Sawathi. Cô gái lớn lên là lớn quá vậy. Cô gái lớn lên được gả về làm dâu trong một gia đình anh cũng là. Đến khi mà người thiếu phụ sanh đứa con đầu lòng, thì dạ xoa xuất hiện hóa hình giống như một người bạn chí thân của người thiếu phụ, giả vờ đến hỏi thăm người thiếu phụ, chị bạn thân thiết của tôi có được khỏe không? Thì khi mà thân mật như vậy thì nữ dạ xoa mới nói rằng để ấm cái đứa hài nhi sơ sinh, để nâng niu có ý thương yêu cái người bạn của mình.
Nhưng mà khi mà ấm đứa bé lên á, thì dạ xoa nó ăn thịt đứa bé và nó biến mất tại chỗ. Lần thứ hai thiếu phụ này sinh con cũng bị nữ dạ xoa xuất hiện đến ăn thịt giống như lần đầu. Đến lần thứ ba khi mang thai thì cô ta sợ quá mới bảo với chồng: mình ơi, ở đây có một con chằn cái, một con dạ xoa, nó ăn thịt con của ta đã hai lần rồi. Kỳ này em muốn về nhà ba má của em để mà sinh sản. Và người thiếu phụ sanh đứa con thứ ba tại nhà của cha mẹ ruột của mình ở trong thành Sawatthi. Trong khi đó thì dạ xoa có phần sự phải đi đổ nước, chuyển nước theo lệnh của cấp trên. Vì tất cả dạ xoa ở trong quốc độ của vua Vaishavana là một vị tứ đại thiên vương trấn thủ ở phương Bắc đều bị bắt đi đội nước từ cái hồ Anotata. Công việc làm này kéo dài đến 4-5 tháng. Khi mà được phóng thích thì các dạ xoa có thể vì mệt mỏi, vì đầy đọa cho nên có thể bị bỏ mạng. Còn dạ xoa Kali khi mà mãn được cái thời hạn này thì lật đật trở về nhà của người thiếu phụ và hỏi rằng: cái cô bạn của tôi đâu rồi? Cô đó đi lánh mặt nơi khác. Kiếm mặt đâu? Vì ở đây cô ta sinh ra đứa con nào cũng bị chằn tinh, nó bắt ăn thịt hết. Cho nên kỳ này cô ta sợ quá, về nhà cha mẹ ruột của cô rồi. Nghe như vậy thì dạ xoa tức tối, nó thầm rằng: dầu cho mày đi cái đằng nào cũng không thoát khỏi được tay ta đâu. Lòng sôi sục hận thù, nó chạy thẳng về thành Sawatthi. Thì cái ngày đó nhằm cái ngày đặt tên cho đứa con mới sinh, cho nên thiếu phụ tắm rửa cho con sạch sẽ, đặt là tên cho nó và nói với chồng: bây giờ chúng mình trở về nhà. Rồi thiếu phụ bồng con theo chồng lên đường trở về chốn cũ. Khi đi ngang qua chùa Kỳ Viên, tới một cái chỗ ao hồ, người thiếu phụ trao con cho chồng ẵm, lội xuống tắm ở dưới hồ. Tắm xong, cô ta lên bờ ẵm cho con, cho chồng xuống tắm. Người thiếu phụ đứng trên bờ hồ xong đang cho con bú thì bỗng thấy bóng dáng của dạ xoa lù gù chạy tới. Khi mà nhận biết đích xác là nó rồi thì người thiếu phụ lớn tiếng kêu chồng: anh ơi, mau lên, con dạ xoa nó tới đây rồi. Rồi người chồng lên không kịp, nhưng mà người thiếu phụ sợ quá ôm con chạy ngay vào trong chùa Kỳ Viên. Lúc bây giờ Đức Phật đang ngồi thuyết pháp giữa tứ chúng. Thiếu phụ đặt hài nhi dưới chân của Đức Phật rồi bạch rằng: con xin cúng dường Đức Ngài đứa nhỏ này, xin Ngài từ bi tế độ cứu sinh mạng con của con. Thì dạ xoa chạy đến cổng tam quan, bị chư thiên trấn giữ ở nơi đó chặn lại, không cho vào chùa. Đức Phật mới kêu Ngài Ananda dạy rằng: này Ananda, hãy ra ngoài gọi nữ dạ xoa vào đây. Ngài Ananda ra gọi dạ xoa vào, và thiêu phụ thấy dạ xoa bên ngài, nó vào đây. Đức Phật nói: cứ để yên cho nó vào, đừng có làm ồn. Khi mà nữ dạ xoa vào đến nơi, đứng trước Đức Bổn Sư, thì Ngài mới khiển trách rằng: tại sao mà ngươi làm như vậy? Nếu các ngươi không có duyên lành được diện kiến một vị Phật như ta, thì các ngươi còn buộc con cái với nhau mãi mãi cho đến một kiếp của cô quả địa cầu này, như con rắn với con mong mới thể gặp nhau rồi run rẩy sừng sỏ, rồi
xung đột hận thù hay là con quạ với con chim cú cũng vậy thôi. Tại sao mà các ngươi lấy hận mà rửa hận, lấy oán mà báo oán? Thù hận chỉ có thể dập tắt bằng cái lòng từ bi chứ không phải bằng hận thù được. Và nói thì Đức Phật cho biết rằng khắp cùng trên quả nhân gian có đâu thù hận dập tan hận thù, từ bi cởi mở hận thù, đó là định luật thiên tư lưu truyền. Câu Phật ngôn số 5 ha, Đức Phật ngài đã thuyết lên với dụng ý là phải dùng cái nước từ bi để tẩy sạch hận thù, là một cái pháp hoàn toàn bất di bất dịch đã có từ ngàn xưa, và tất cả chư Phật độc giác, các vị thinh văn giác, các vị toàn giác đều công nhận. Và khi câu Phật ngôn số 5 này chấm dứt thì nữ dạ xoa chứng được đạo quả Tu Đà Phật. Chính chúng ở nơi đó cũng hưởng được rất là nhiều lợi ích. Xong Đức Phật bảo với người thiếu phụ: con hãy trao hài nhi này cho nữ dạ xoa. Bạch ngài, con không dám. Người cho nên sợ một cách vô lý, không có gì đâu phải sợ. Người thiếu phụ bạo gan đưa con của mình qua tay của nữ dạ xoa. Nữ dạ xoa tiếp ẩm đứa bé vào lòng, hôn hít, nựng nịu, rồi trao lại cho mẹ nó. Xong rồi khóc một cách tức tưởi. Đức Phật mới bảo: sao người lại khóc? Bạch ngài, lúc trước con dùng đủ phương pháp mưu kia trước nọ để nuôi mạng, mà còn đói lên đói xuống, không được no lòng. Bây giờ con sẽ sống bằng cách nào đây? Ồ, người trở qua lò hậu. Sau khi an ủi dạ xoa, Đức Phật quay qua bảo thí chủ: con hãy đem nó về nhà, cho nó ở chung và cấp dưỡng cao lương mỹ vị cho nó. Người thiếu phụ mới dẫn dạ xoa về nhà, cho ở một cái trái phía sau, và hàng ngày cúng dường cơm cháo bánh trái, toàn là những cái thứ ngon lành thượng hạng. Tới khi ở trong nhà đập lúa thì dạ xoa thấy đòn sóc dơ lên cao sẽ phan trúng cái đầu của mình, cho nên mới nói với thiếu phụ: tôi không thể ở đây lâu hơn được nữa, bạn hãy kiếm cho tôi một chỗ khác. Người thiếu phụ mới đưa dạ xoa đi lựa chỗ, lần lượt từ trái nhà kho lưu trữ những đòn sóc, rồi vào nhà tắm, vào nhà bếp, vào chòi dựng dựa, ra chỗ đống rác, ra tận cổng làng, vân vân. Đến chỗ nào dạ xoa cũng lắc đầu không chịu và nói rằng: ở đây thấy cái đòn đập lúa dơ lên dơ xuống cái đòn sóc đó, tôi sợ trúng nhầm cái đầu bể làm hai. Ồ, ở đây con nít nó tạt nước, xối nước dơ quá. Ồ, ở đây có chó nằm cúng được. Ở đây trẻ con phóng quế. Ở đây có người đổ rác. Ở đây đủ trẻ ở trong nhà coi như làm thầy ba tướng, vân 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 vân. Cuối cùng thiếu phụ đưa nữ dạ xoa tới ngoại ô, chọn một địa điểm an tịnh vắng lặng, và nữ dạ xoa bằng lòng ở đó. Hằng ngày thì người thiếu phụ này đem những món ăn thường vị cung cấp cho nó. Nữ dạ xoa mới tự nghĩ: cô bạn của ta đối xử với ta rất là thân tình, ta phải làm sao đền đáp cái ân đức đó trọng hậu của người. Rồi nữ dạ xoa nói cho cô bạn biết rằng: năm nay trời sẽ mưa nhiều hạn, cho nên gieo trồng trên những cái chỗ đất gò, và năm nay nắng hạn, bạn nên gieo trồng trên cái chỗ đất bưng. Và nhờ đó năm nay người thiếu phụ cũng được trúng mùa, cửa nhà sung túc, trong khi mùa màng của những người khác đều bị hư hại vì mưa già hay là nắng hạn.
bạn bè trong xóm hỏi thăm thiếu phụ: này chị, sao mà mùa màng của những người khác đều bị hư hại, còn mùa màng của chị năm nào nó cũng dư nước, thiếu nước thì chị cũng không bị hư hại như những người khác. Hình như là từ khi mà đầu mùa thì chị đã tiên đoán biết được năm nào mưa dầm, năm nào nắng hạn, có phải vậy hay không? Hay là chị đã làm một cách nào đấy? Người thiếu phụ mới tỏ thật rằng: tôi có một người bạn, đó là nữ Dạ Xoa. Cô ta đã tiên đoán biết trước thời tiết mỗi năm mưa nhiều hay nắng nhiều, đều có nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi làm theo lời cô ta chỉ dẫn để mà làm mùa. Nhờ vậy năm nào chúng tôi cũng trúng mùa hết. Vậy chứ bà con không thấy ngày ngày chúng tôi đem cơm, cháo, bánh, trái hay đem cho nó ăn hay sao? Đó là những vật thực mà chúng tôi đều cung cấp cho cô ta vậy. Nếu mà bà con muốn cậy cô ta chỉ bảo dùm cho, thì cứ đem vật thực ngon lành để biếu cho cô ta là được chứ gì. Và khi đó tất cả dân hành tranh nhau mang lễ vật đến. Và từ đó về sau thì nữ Dạ Xoa làm bà thầy để hướng dẫn nông nghiệp cho mọi người được cúng dường lợi lộc dồi dào, và quý tụ rất là đông tín đồ đệ tử. Sau đó bà ta đã lập ra 8 thứ thực phẩm do người Bắc thăm để dân cúng. Và cái lệ này vẫn còn gìn giữ đến ngày hôm nay. Như vậy thì ở đây, trong cái duyên sự này, tranh chấp, tranh quyền, nghịch lẫn nhau, giết con tình địch, họa càng sâu, gà heo lộn chết hai đời khổ, chằn thú bàn tranh mấy đọa sầu, thú ăn nào từng vui đến trước, thâm thù chỉ để hận về sau. Vâng lời Phật dạy từ bi xã, cùng sống nương theo lý đạo màu. Như vậy thì duyên sự câu Phật ngôn này xin được kết thúc ở đây. Quý vị thấy ghê gớm ha. Chỉ có một chút mà quyền lợi riêng tư cá nhân mà phải coi như là quan trái từ đời này qua kiếp khác. Chúng ta thấy một câu chuyện mà nó xảy ra đem lại nhiều cái rắc rối. Thôi để cho quý vị thảo luận ha. Bây giờ mới 6:08. Đây là một câu chuyện mà trong cuộc sống của chúng ta vấp phải rất là nhiều. Vì cái gì? Tỷ danh, tỷ quyền lợi để mà xung đột lẫn nhau. Rồi bây giờ mời bàn tay của quý vị. Alo, vị nào có ý kiến qua câu Phật ngôn số 5? Tại sao khi duyên sự quý vị chắc nghe rõ ha. Với hận diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật ngàn thù. Alo, ý kiến quý vị sao qua câu Phật ngôn này? Trong cuộc sống của chúng ta, quý vị có gặp trường hợp này hay không? Hay là khi đụng chuyện thì mình cứ cho rằng mình giỏi, mình hay, mình đúng, mình trúng, còn ai cũng sai hết? Quý vị có ý kiến thực tế trong cuộc sống, khi mà quyền lợi của mình bị sức mã, bị lung lay, bị người ta tước đoạt, thì quý vị nghĩ sao? Trong câu chuyện này, mình đã là kẻ thiệt thòi, tức là hiếm muộn không sinh sản được. Nhưng mà khi bà mẹ nói với đứa con trai sẽ kiếm một người khác, hoặc là ông chồng sẽ hay kiếm một người vợ bé khác, thì mình là nghĩ rằng, ồ, nếu mà bà mẹ hoặc là
chàng chồng của mình kiếm được người khác thì như vậy mình không có quyền hành gì hết, thôi mình phải đi cưới vợ bé cho chồng. Với cái ơn nghĩa như vậy thì cái cô vợ bé sẽ nghe lời mình. Hay quý vị nghĩ. Rồi khi mà cưới vợ bé cho chồng rồi á, để có ý nghĩ là nó sinh con thì nó nắm quyền của gia đình này, mình sẽ trở thành một kẻ tôi đòi. Cái tư tưởng hay ngộ ha. Cho nên khi có thai lần thứ nhất, lần thứ nhì, tới lần thứ ba cũng không tha. Hai lần thì cô về bé nhẹ dạ, nhưng mà lần thứ ba thì nghe lời bạn bè hàng xóm á, mới né cái người vợ lớn, nhưng mà né cũng không được, bởi vì đâu có né hoài, nó canh me mình sao mình né hoài được. Một lần vô ý, và chính cái vô ý đó là chết người. Cái thai đã lớn, bỏ thuốc độc vô nữa thì làm sao mà sống nổi. Rồi canh me, rồi mời sư từ bi hỷ xã đi, canh me như thế nào đây? Mời sư từ bi. Đúng rồi, chỉ có từ bi mới diệt hận thù mà. Câu này vừa hạt với từ bi hỷ xã đó. Alo, sư từ bi như thế nào để con Phật con này nó thành công nè. Mời sư từ bi hỷ xã. Cái gì đạo hữu chỉ đang nói, nếu vậy tại sao không lấy chồng khác? Khổ đế, bây giờ để sư từ bi hỷ xã trả lời trước nha. Hello mọi người nghe con luôn ạ. Hello, dạ. Con trước hết con kính định lễ sư ông chú Đức cùng quý sư ông đang hiện diện trong room. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào quý cô chú và anh chị. Thực sự là con thích nghe sư ông đọc tiên sự và sư ông giải thích với cái ngôn ngữ riêng của sư ông rất là có duyên và nó vui thì con cười. Thế thực ra là con không có ý kiến gì trong cái câu chuyện. Câu chuyện nó giống như là một cái bài học kinh điển trong cuộc sống đó. Thì rồi đúng theo cái lời Phật và Đức Phật dạy trong câu kinh Pháp Cú số 5 thì với con trong cái đời sống hiện tại đời mới bây giờ đó, thì con có hai cái con đường của con quyết định. Nếu mà mình không có con thì con nghĩ là mình sẽ có những cái, có một số em bé mà con như là lo mà con trông đó, thì con thấy là cũng không có sao. Là một, với lại thời đó là con nghĩ là mọi người vợ đó là phải sống dựa vào gia đình chồng. Con là một người sống tự lập cho nên là mình không có có sợ là phải là mình mà không có con đó thì còn người vợ sau có con đó thì sẽ nắm hết tất cả các quyền. Con nghĩ là bây giờ con nói chung đó thì trong xã hội bây giờ có thay đổi và riêng con đó thì là con có các cái hướng khác cho nên là con không có ý kiến gì, nhưng mà đó là một cái bài học mình để cho mọi người. Thực ra hôm nay con không biết nói gì, con bị coronavirus hôm tháng 11. Bây giờ bên con vào mùa đông đó là bắt đầu cái hậu quả của cái corona đó vẫn còn lại trong phổi con đó là con mất giọng, phổi của con nó có nước, con ho. Đó, cho nên nó dù có khỏe mà bị corona rồi là vẫn bị bệnh lại như thường, bị yếu đó. Cái phổi mình vẫn còn bị yếu, tới tập mùa lạnh là nó trở lạnh, cho nên con có nói gì được. Con định hôm nay là vô đọc kinh xong rồi con sẽ kể theo số câu vọng cổ cho quý cô chú và theo lời yêu cầu của hai ba người là, nhưng mà con không có dám. Cho nên rất là con trong này có một cái sự chia sẻ mà rất là rành mạch
và rất là tiêu chuẩn, đó là cô Kim Dung đó, cái con mời cô Kim Dung nha. Cô Kim Dung là nguyên lên giúp con. Thì chia sẻ mic để cho sư ông có thời gian rảnh, thì kể cô cứ tới 1-2 phút thì cô mời bác Giang Nhật Hạ đó, rồi cô mời mấy cô chú khác, rồi ví dụ như cô hết ý thì con lên con tiếp với con. Dạ, yeah. Thì con cái nhìn của con khác, cho nên là con chia sẻ cái nhìn của con với cái thời đời sống hiện tại. Thật ra con không có biết nói gì, quý sư chú lớn rồi thì thích nghe những lời khuyên dạy của quý sư, quý cô tu nữ. Riêng con thì con nói từng lời tầm bạ đó, nên là con rất là sợ. Và con không có mắc cỡ, con là diễn giả, và có nhiều người nói con diễn giả mà ngồi gõ là mệt lắm, cho nên là cầm bút. Nhưng mà ở trong gương này thì con xin nhân giả. Cô cầm bút giùm con. Thực ra đó, con lớn lên trong cả một cô, để con kể cái câu chuyện là con lớn lên trong cả một cô. Rồi cái lứa tuổi của con á, với cái số mà còn sống trong trại mồ côi đó, là cũng có một số họ ra khỏi trại rồi, họ có gia đình, họ có chồng rồi. Rồi hôm mà năm tháng cách đây 3-4 năm, con đi về Việt Nam, với con mới ghé ra ngoài Đà Nẵng, con mới gặp bà con là cùng lớn lên với con trong trại mồ côi, nó tên là Trâm Anh. Thì con mới nói chứ, tôi về ngoài trại để lo cho các em với lại phụ với sư bà, thế thằng mày có đi theo tao không? Có, nó mới trả lời con, tao cũng được chẳng một lý mà còn muốn lén về ngoài nữa, chứ tao là cả đời lý tao không bao giờ về lại ngoài cái trại mồ côi nữa. Không biết cô chú có hiểu là con nói cái gì không? Tất nhiên là nó nói là tại sao con mà còn mon men trở về tại một cô làm gì, chứ nó bây giờ nó ra khỏi rồi là cả một đời nó không bao giờ trở lại. Thì con mới hỏi nó tại sao vậy. Nó nói chứ sống trong trại một cô cả một đời trẻ của nó chịu bao nhiêu đòn roi khổ cực, là hất hủi, là đủ thứ không, là cho nên nó hận trại một cô, nó không có về. Thì con mới nói chứ mày hận cái gì. Ví dụ như tao cũng là lớn lên cùng thời với My. Bây giờ mỗi người có một cái cuộc sống riêng. Mình phải luôn luôn nhớ về cái nơi mà hồi đó mình bị vứt vào thùng rác, là mình không cha không mẹ nuôi dưỡng được. Quý sư bà, quý sư cô lụm về nuôi. Mình phải hiểu, mình phải tìm hiểu cho kỹ để mình tưởng nhớ cái ơn đó. Không thể nào mà mình hận như vậy là như được gì. Đó, cho nên là đó là cái bà con, cho nên cùng sinh ra, và thí dụ như trong gia đình cha mẹ mà cùng con cái cùng sinh ra cùng cha mẹ nhưng mà cũng không giống nhau, con cũng vừa lớn lên cùng chung với nó, cùng ăn như vậy, cùng mà cùng ở chung một phòng mà mỗi cái suy nghĩ của mỗi đứa nó khác nhau, thì cái đó là do cái gì con cũng biết. Đó là con không biết nói gì nha, con bị ho đó. Con thấy có bàn tay của cái cô tương đối tự nhiên, con tính mời con. Là một chút nữa cái cô con sư cô là nói xong mới nói sư cô đó, mà cái con có một cái câu chuyện con kể ngắn gọn về cũng có cái liên quan tới cái cô kinh pháp vũ số 3, số 4, số 5. Dạ, con xin chứng là con người sư cô. Tôm 2-3-4. Đạp trạng các em Thanh cô Tệ Yên không ạ? Dạ, cảm ơn Kim Nhân. Dạ, Từ Vi. Thật ra thì tự nhiên đưa tay cũng hơi lâu, và nãy giờ cái bên thoát của tự nhiên nó cũng bị gián đoạn, có lúc thì nghe được, có lúc là nghe không được. Ngài giảng cái duyên sự cái bài
kinh Pháp Cú số 5 này nó rất là dài, nhưng mà cái đoạn thì nghe được, đoạn thì nghe không được, tưởng nhưng mà tưởng đâu không có vào được, mà khi mà vào được rồi thì nghe từ đi hỷ xã kể chuyện cũng nghe cũng không có được rõ nữa, vì tiếng được tiếng mất. Nhưng mà giờ đạo tràng nghe tự nhiên rõ thì qua cái duyên sự ngài Trí Đức đã nói lên cái sự mà quan trái của những cái con vật, từ người rồi đến con vật, quan trái từ đời này qua đời khác nó liên tục như vậy thì gọi là cái hận thù nó quan trái, mà nếu mà không gặp Đức Phật không biết bao giờ mới hết được. Cho nên á, cái chuyện mà nhỏ nó xé ra to, cái đời ở đời này nó rất là nhiều, có những cái câu chuyện nó rất là ghê gớm. Nhưng mà nếu mà người mà không có học Phật Pháp thì nó sẽ tiếp diễn như vậy, nó càng ngày nó càng nhiều, chứ không phải là có ít đâu. Thì tự nhiên nhớ có một cái câu chuyện cũng là trong thời Đức Phật, mà câu chuyện bổn sanh, đó là con cúc mà nó giết được con voi. Có nghĩa là con cúc với lại con diều hâu và con ếch. Con cúc á, thì cái câu chuyện con cúc cũng như nó khi mà nó gần ngày cận ngày sanh á, thì nó đi giữa đường thì nó mới về, nó mới gặp con voi thường đi cái con đường đó, và nó mới nói với con voi á, thì mày làm ơn á, mày đi cái đường đó thì mày lớn lắm, mày đừng có đạp con của tao, vì tao sanh, tao mắc sanh ở giữa đường á, cho nên tao sanh ở giữa đường. Thì con voi nó cũng bất chấp, khi mà đi giữa đường thì con voi nó đạp cái ổ của con chim cúc, cho nên mấy cái con chim con của con chim cúc nó chết đi. Thì con chim cúc nó quán hận, nó mới tìm đến diều hâu với lại con ếch là hai người bạn của nó. Nó mới bảo rằng là con của tao bị con voi nó đạp chết rồi, tụi bay có thể giúp được không? Thì hai con kia nói giúp. Thì con diều hâu á, là bắt đầu nó mổ con mắt của con voi. Thì con voi lúc đó là nó bị mù. Rồi con ếch á, thì nó... Con ếch nó kêu thì lúc nào nó kêu là nó có dũng nước, thì con voi nó mới khát nước. Mà con ếch này nó dẫn con voi đi, nó dụ con voi đi tuốt lên trên đỉnh núi. Thì lúc đó ếch nó mới kêu. Thì con voi thì nó bị mù mà nó cứ lần lần nó theo con ếch. Và từ đó con ếch nó đến cái đỉnh núi xong rồi, con voi bị mù cho nên nó bị té, nó lọt xuống dưới đỉnh núi và nó chết luôn. Đó là những cái câu chuyện trong thời Đức Phật, nó có câu chuyện bổn sanh. Và ở đây là gọi là, nếu mà nói về tâm á, là cái tâm sân nó, và nó rất là nguy hiểm, cho nên nó đưa đến những cái nghiệp xấu, những cái nghiệp xấu, những cái hành động xấu tạo tác. Bởi vậy cho nên á, thì Đức Phật mới dạy rằng đừng có mà chê hay khen những giọt mưa. Ví dụ như là cái tâm sân mình ít một ngày tích lũy một chút, nó nhiều ngày thì nó sẽ lớn lên. Ngược lại, cái tâm mát mẻ, hằng ngày mình làm thiện một chút, thì nó sẽ lớn lên. Ngược đi ngược lại như vậy, thì nó trở thành một cái thiện nghiệp hoặc là một cái ác nghiệp. Cho nên thì có cái câu như vậy,
đừng chê những giọt mưa nhỏ, nhiều giọt mưa nhỏ làm ướt cánh đồng. Đừng chê những lỗ nhỏ, nhiều lỗ nhỏ làm đắm chiếc thuyền to. Có nghĩa là muốn nói lên mỗi ngày ta phải làm việc thiện chút chút chút, từng giọt mưa nhỏ thì nó có thể đầy bình. Qua cái câu pháp cú kinh này, thời gian thì cũng còn rất là ngắn, cho nên là tự nhiên cũng tranh thủ để chia sẻ và nói lên cái ý nghĩa, những cái tâm sân, rồi những cái hành động tạo tác quan trái đời này qua kiếp khác. Nếu mà trong cái câu Phật ngôn này thì không gặp Đức Phật thì dạ so nó vẫn còn ác, chứ không thể buông tha những ai hết. Cho nên thì tự nhiên có vài lời, thời gian thì cũng còn có vài phút thôi, cho nên là cái duyên sự thì Ngài Trí Đức đã giảng và đã nói rất là rõ. Cho nên là khi mà tự nhiên muốn chia sẻ những cái tâm sân hành động, cho nên là khi mình có học cách thì nên chỉnh sửa. Nếu mà mình có tâm sân nhiều thì mình bỏ lần lần, dần dần, cũng giống như những hạt mưa nhỏ làm ướt cả cánh đồng, hay là những cái lỗ nhỏ của chiếc thuyền, nhiều lỗ nhỏ thì nó sẽ đắm chiếc thuyền to. Dạ, con có vài lời và bây giờ thì chỉ còn có 2 phút nữa. Con xin kính thỉnh Ngài trở lại trước máy để kết thúc chương trình. Dạ, alo alo, Ngài có trước máy không? Con xin trao mic lại, còn không thì con sẽ... Dạ, dạ, con đã thấy tín hiệu của Ngài. Dạ, kính thỉnh Ngài kết thúc chương trình ạ. Alo, alo, sư từ bi nghĩ xã có ý kiến nữa hả? Rồi, còn 3 phút nữa nha, xin mời. Alo, con xin hỏi sư ông, con không có thấy sư ông. Tôi nghe tay, nhưng mà thôi còn 2 phút, con xin nói rất là nhanh. Là con có một cái câu chuyện mà con đọc câu đó ở trên online ấy, là cái câu chuyện nói về cây cưa và con rắn. Thì con thấy nó cũng có thể áp dụng vào trong cái 3 cái kinh pháp cú gần đây. Đó là một hôm đó con rắn đi kiếm ăn, và trong buổi đêm tối nó kiếm ăn. Ủa nhỏ lắm. Tại ở đấy con nghe được. Dạ, bây giờ nghe con to chưa ạ? Hello. Hello. Dạ, dạ nghe rõ rồi. Con cảm ơn ạ. Thì con nói tiếp cái câu chuyện. Có là có một con rắn vào ban đêm, nó đi kiếm ăn, và nó bò vòng vòng kiếm ăn, thì bò vào trong một cái sườn thợ mộc. Thì khi nó bò nó đụng cái và cái cưa làm xước cái thân hình nó một chút, và nó cảm thấy đau, thì nó nghĩ rằng nó bị tấn công, cho nên là nó cắn cái cưa thì cái miệng nó bị chảy máu, nó cần tức thêm nữa, thế là nó bắt đầu quấn để nó tấn công lại cái cưa. Thế là nó bắt đầu nó cắn, xong rồi bắt đầu nó quấn, và nó càng quấn thì nó càng bị đau, cho nên nó cảm thấy rất là giận, và nó siết chặt cái cưa cho đến nỗi là cái thân hình của nó bị đứt và chảy máu, và cuối cùng thì nó chết. Thì đó,
con nghĩ là cái sự vô thiên và bình bị đó, câu chuyện của con rất là ngắn gọn như vậy thì nó cũng có một chút âm hưởng thời đó trong cái câu kinh Pháp Cú số 2 và số 3 và số 4 đó. Con nghĩ là để cho quý cô chúng có suy nghĩ về cái việc mà mình hận thù, mình muốn trả thù, thì đó là câu chuyện của con như vậy. Con xin hết và con thấy hết dài rồi, con tóm được như vậy. Con kính mời sư ông và con kính cảm ơn sư ông và quý cô chú đã nghe con nói lung tung, và con xin sám hối. Con đã xuống, con kính mời sư ông. Sa thú, sa thú, chức tử vi hỷ xã, sa thú của tu nữ tự duyên. Hai vị này cũng đã triển khai câu Phật ngôn theo cái suy nghĩ của mình, cũng rất là thực tế. Tuy nhiên với câu Phật ngôn này cho chúng ta một vấn đề, tức là khi mà sự kiện xảy ra, chúng ta hãy quán về vấn đề nhân và quả. Quán về vấn đề nhân và quả thì tâm của chúng ta sẽ bình tĩnh. Còn nếu mà với cái sự hận thù như từ vi hỷ xã quấn cắn siết chặt vào cái lưỡi cưa, một cái vấn đề đó là một cái điều mà chúng ta chỉ có qua có lại mới tỏa lòng nhau. Còn hận thù mà chúng ta dùng hận thù là nghĩa là trả miếng, nhịn thì nhục mà không nhịn thì bị đục, thì bây giờ chúng ta chịu nhục đi, chịu nhục để rồi nghĩ tại sao cái ác nghiệp này nó đến với chúng ta. Khi mà quá như vậy rồi, chúng ta thấy ác nghiệp đến với chúng ta chấp nhận, chúng ta chấp nhận, để rồi coi cái tâm của chúng ta có chiến thắng được nó hay không, cái đó mới là quan trọng. Chứ bây giờ chúng ta cứ muốn lợi về chính mình thì sao được? Thì chúng ta phải suy nghĩ nhé, tiên nhân, tiên quả, tiên nghiệp, tiên vào tuệ giác của bậc đạo sư. Mà muốn tiến vào tuệ giác của bậc đạo sư thì chúng ta phải quan trọng trong bát chánh đạo là chánh kiến, thấy cho đúng. Mà thấy cho đúng tức là chúng ta phải nhìn lại chính mình, ehipasco, nhìn lại chính mình để coi mình có vượt qua được hay không, và cái tâm của mình như thế nào. Chứ đừng vì tư lợi cá nhân, ở đây là vì tư lợi, để rồi chúng ta bị cái này cái kia nó đem cái khổ, mà cái khổ này là mối thù truyền kiếp. Xin lỗi quý vị, chúng tôi chuẩn bị đi, Chư Tăng cũng đã đến rồi, xin được kết thúc ở đây. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui, xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giá hạnh bố thí và thâm thiền, xin qua lực vô biên, tu toàn giác độc giác và tinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ rùm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Na sa cha wa che na so thi wo ho tu sa pa da. Do lời chân thật này khi dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Xin được đông rung, và chúng tôi cũng chuẩn bị đi, mong quý vị thông cảm ạ.